Ok, và hôm nọ mình chơi con Antonio này rồi và qua được map 1 rồi. Thì hôm nay mình chơi tiếp con Imenda. Con Imenda này nhưng mà chắc là mình sẽ vẫn chơi map 1 thôi. Còn map 2 thì mình sẽ để một dịp khác. Mình mở được cái set 2 rồi đấy. Nhưng mà thôi, để cái set 2 để sau đi. Mình vẫn chơi set 1 đi. Đó, sân khấu 1, sân khấu 2 thì để sau. Từ từ mình cho nhỏ tiếng game xuống chút. Chọn đồ à? Mình vẫn cần, chắc là phải vẫn cần phải một cái whip. Bởi vì chơi cái whip mình vẫn thấy nó an toàn. Bởi vì khi mà mình lên được cái whip ở cấp cuối cùng ấy, mình sẽ có được hút máu. Từ từ mình cho tiếng nhạc nhỏ xuống cái đã. Tiếng nhạc nó nhỏ thôi, nghe nó bé bé thôi. Không. Rồi. Rồi. Nghe tiếng nhạc nó chỉ gọi là hơi nền nền một tí thôi, chứ để nó to quá lát hết cả giọng mình đi. Át hết giọng mình đi để anh em muốn nghe thêm gì nữa. Chim này, mình thấy con mình mới mở khóa là con chim màu tím này này. Con chim màu tím này thì mở khóa từ cái việc là anh em lên được con chim trắng kia ở cấp 8 thì anh em sẽ mở khóa là con chim tím tím này. Và khi mà anh em có được hai con chim cấp hai con chim trắng và con chim tím này ở cấp 8 ấy thì anh em kết hợp lại thì sẽ mở ra được một cái con chim cầu vồng. Mà mình thấy con chơi con chim này khỏe ra phết đấy, không đùa đâu nha. Chơi con chim này ác ôn ra phết đấy, đam to ra phết, mà clear mấy con quái này cũng kinh khủng đấy. Từ từ đánh con này, lấy cái hòm này đã, lấy hòm càng sướng càng tốt, lấy hòm được thêm đồ nhanh sớm càng tốt. Ừ, ra ba cái này à? Ba cái này thì mình lại đang không khoái mấy cái này lắm. Thực ra bây giờ mình lấy cái tỏi cũng được. Lấy cái tỏi thì ở khi hay lấy cái tỏi hay lấy cái phi tiêu rồi nhỉ? Ở lấy sửa cái phi tiêu đi. Boomerang. Shuriken nhìn nó khá giống cái shuriken thôi. Gọi là cái phi tiêu cho nó nhanh. Shuriken những cái thứ làm cái gì cho nó mệt. Hai cái item này à? Hai item này thì mình nghĩ là mình sẽ lấy cái nước này đi. Hoặc là lấy cái magic con. Thôi, lấy cái nước đi. Lấy cái nước đi. Ấy, giờ thêm được con chim trắng nữa là đẹp này. Thêm được con chim trắng nữa là ok. Còn không ra được con chim trắng là cũng hơi phí đấy. Ra được con chim trắng thì ngon. Chim, cái chắc là mình sẽ lấy cái hollow heart này trước. Bởi vì cái hollow heart này nó sẽ bổ trợ cho cái roi của mình. Và mình sẽ có được cái roi có thể hồi máu được. Phải chọn item mà phải cho cái bổ trợ. Nó ra được cái bổ trợ nào ngon là phải lấy luôn. Không thể bỏ lỡ được. Nhỡ đâu bỏ lỡ một lần nó lại không ra lần thứ hai thì thôi. Có phải phí không? Mấy con rơi này có chịu lắm. Mấy con rơi này phải chơi với con tỏi cơ. Mấy con rơi này chơi với con tỏi ấy. Cho nó lao vào phát là đi cả đám luôn thì ngon hơn. Chắc là mình sẽ lấy cái Magic One. Magic One này để đi với cái item bổ trợ là cái gì nhỉ? Hình như nó là cái sách màu đỏ đỏ đúng không? Không nhớ cái đấy nó là cái gì nhưng mà mình nhớ. À đây, Anti-Tum. Nó là cái này. Chuẩn luôn. Rồi có hai cái item bổ trợ ngon rồi, phù hợp với lại vũ khí luôn. Được 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 được. Anti-Tum. Cái này là bổ trợ luôn cho cái phi tiêu này. Đấy luôn. Ồ, tính ra được ba cái item bổ trợ rồi đấy. Bây giờ mà cứ nâng cấp được vũ khí là ngon này. Nâng cấp cái roi này, nâng cấp cái magic one này. Mẹ, nâng cấp cái phi tiêu là có item bổ trợ là lên được vũ khí cuối luôn đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Một hướng đi cực kỳ tuyệt vời. Rồi, đánh con này lấy hòm cái nào. Con dơ lúc đầu thì không ra hòm thì con này chắc chắn phải ra hòm. Con này không ra hòm hơi phí. Hòm đâu? Ồ, chưa ra hòm à? Magic One.
Con này, con rơi này chắc chắn phải ra hòm này. Không ra hòm không được. Kiểu gì nữa cũng phải ra hòm. Ô, thế sợi dây viên kim cương. Sợi dây rơi viên kim cương đỏ. Hỏi chấm. À như nào? Chìm cấp 2 này. Mình đang để lại một slot vũ khí kia để ra được con chim trắng. Quả bom ra được con chim trắng. Ra được con chim trắng xong là nâng hai con chim mới lên cấp 8 hết với nhau. Xong rồi chơi cái con chim cầu vồng là mình dư thêm một slot vũ khí nữa để lấy thêm một cái vũ khí khác. Tuyệt vời luôn. Bốn phút rồi. Ma bắt đầu xuất hiện rồi này. Mấy con ma bắt đầu xuất hiện rồi này. Ma di quan 4 này. Từ nãy giờ mình chưa nhặt được một cái hòm nào nhá. Đánh hai con rơi boss rồi. Nhưng mà chưa ra được cái hòm nào nhá. Toàn ra kim cương đỏ. Lắm không chịu được. Khoái nhờ. Santa Water đi. Nước đi. Trận này nghe vẻ là cũng hơi khoai đấy. Đồ đạc cái thứ là cũng không gọi là ủng hộ lắm đâu. Nó chỉ gọi là ok ở cái phần mặt ra đồ là nó ra là vừa kịp thôi. Vậy là nó vừa đúng thôi chứ còn nó không ra nhiều cái mà mình mong muốn lắm. Găng tay mình không mong muốn lắm này. Bởi vì mình không có con dao này, lấy găng tay thì cũng hơi thừa. Mình đang muốn ra con chim cơ. Ra con chim được bây giờ thì tốt. Đánh con này lấy cái hòm cái đã. Con này chắc chắn phải ra hòm. Không ra hòm hơi phí. Không ra hòm thì cũng phải điên luôn đấy. Con này phải ra hòm đấy. 3 tia. Ui, được có mỗi tia. Đẹp thế. Mà rõ ràng là có lắp mà. Có một cái lá may mắn mà. Magic One cấp 5 à? Được, Magic One cấp 5 cũng ok. Cấp 5. Rồi ok này. Cấp 5 nó còn 3 cấp nữa là chúng ta sẽ có cái Magic One cấp cuối. Đến tầm phút thứ 7, phút thứ 8 là nếu như muốn dễ dàng đánh hơn thì mình phải có được một cái vũ khí cấp cuối thì mới dễ đánh được. Còn không là khó đánh lắm. Bên này có mấy viên kim cương nhà tốt đi. Giờ thì còn ra được con chim trắng là ngon. Chim trắng là được. Còn bắt đầu sau con chim trắng thì nó muốn ra thêm cái. Ui không ra được chim trắng ạ. Gì ui dao thì ra làm gì. Mình cần con chim trắng cơ. Giờ đang rất cần con chim trắng này. Chim trắng, trăng chín. Chim trắng, chim trắng, chim trắng. Ra là con chim trắng mà ngon rồi. Là tí nữa là mình có cơ hội lên được con chim cầu vồng. Đánh cực kỳ khỏe luôn. Bắt đầu cảm giác thấy mình yếu yếu rồi đấy. Đến phút thứ 8 mà chưa lên được đồ cuối là hơi căng á. Phút thứ 8, phút 9. Nhưng mà sớm thì lên được phút thứ 8 mà lên được một đồ là ngon. Cơ bản trận này mình còn ra được ít hòm cơ, không hiểu tại sao. Vãi cả trưởng. Whip 2. Rồi, whip 2 được. À đây rồi, con rơi này này. Con rơi này khả năng ra được hòm này. Đánh em rơi cái nào. Mấy con bay đâu hết. À rơi. Mấy con rơi bay đâu hết rồi. Bay ra có một lần thôi à. Đùi gà này. Từ từ, ăn cái đóng băng cái đã. Đây rồi, đóng băng rồi. Tập trung đam vào con
con boss này đi. Rồi, một hòm, 5 tia. Ui, lắm thế. Đang ít cấp quá, ít cấp của vũ khí quá, phải ăn hòm để tăng cấp cái vũ khí lên. Ok, ma sĩ quan cấp 6 này, ma sĩ quan cấp 7 này. Lửa, may mắn thôi, hai vũ khí kia thì mình chưa lấy đâu. Bây giờ vũ khí là mình chỉ lấy cái con chim thôi, con chim trắng thôi, còn mấy cái khác là mình không quan tâm đâu nhá. Còn mấy cái quá sẵn thì không có làm gì. Găng tay đi tiêu cấp 2. Bắt đầu khoai rồi này, bắt đầu khoai rồi này. Cô thứ 8 mà chưa lên được một cái đồ nào gọi là xịn sò cho nó an tâm. Chưa lên được đồ cuối nào. Lại mấy con chim máy bay. À nhầm, mấy con rơi. Cứ vòng chim nó ra cuối cùng lẫn hết cả chim lẫn rơi. Ôi nhà cái túi tiền này này. Túi tiền này như 100 đồng với nhau ấy. À, muốn con rơi chim ra quá. Không thấy anh em ơi. Cần lắm một con chim trắng. Có cả lắc lá may mắn vào rồi mà còn không ra được con chim mình cần. Nghe nó cứ sai sai như nào ấy nhỉ. Ui Magic 18. À cũng được, thêm lên được một đồ cuối. Thế thì giết con này lấy hòm luôn thôi. Để lên một đồ cuối cái đã, rồi tính sau. Lên một đồ cuối cho nó dễ chơi cái đã. Rồi đồ cuối 3 tia. Ui 5 tia ngon. Ừ, tuyệt vời. 5 tia luôn mà. 5 tia luôn mà. Bù trừ luôn lúc đầu nó không ra cái hòm cho mình. Được 5 tia luôn mà. Ui vàng nó nhảy kìa. Ngon luôn. Ngon luôn. Ui. Ủa 5 tia. Ô 5 tia. Ủa 5 tia cơ mà. Cái magic one của mình chưa lên cấp cuối à? Ừ lên cấp cuối rồi mà. Nhưng mà cái magic one này là cuốn sách hollow rồi, cái cuốn sách này đúng không? Ủa nhưng mà tại sao nó chưa lên cấp cuối? Lỗi gì à? Ok, đáng ra phát đấy nó phải mở cấp cuối cho mình chứ nhở. Ôi kìa, sai sai ở đâu ấy nhở? Sai ở đâu ấy nhở? Đáng ra phát đấy nó phải ra cái nước cuối cho mình chứ. Nước cuối của mình lên 8. À nước của mình lên 8 rồi mà. À nhầm, cái magic one. Căng à. Mấy con rời trâu. Vẫn để dành một số vũ khí nữa cho con chim đấy. Roi 4. Chim 3. Chim 3 đi. Đang cần chim lắm rồi đấy mà chim chưa ra. Chim ơi. Chim ơi là chim ơi. Cần chim lắm rồi đấy chim ơi. Đây, đánh thử con này xem bạn. Lấy thêm một cái hòm nữa xem là cái magic one của mình nó có lên cấp cuối không. Nếu như mà không lên cấp cuối là nó bị sai sai ở đâu rồi đấy. Lỗi rồi đấy. Ui mất máu. Kệ đi. Mình còn mấy con gà bên trên mình chưa ăn cơ. Nên thoải mái đi. Không lo. Cứ đánh con này xong lấy cái hòm rồi đã. Đây rồi. Dao. Ui fuck. Sao phải ra ba cái vũ khí này? Thế không cần ba cái này. Ồ giời, cần con chim mà. Ê thôi lấy cái dao cũng được. Đây rồi, nước cuối đây rồi. Mình cần cái dao cơ. À nhầm, mình cần cái con chim trắng cơ. Thôi ra cái dao rồi lấy cái dao cũng được. Không sao. Hơi cú ấy. Cần là cần con chim trắng rồi. Con chim trắng để kết hợp với con chim tím kia để lên được cái con chim cầu vồng cơ. Thôi lấy được con dao thì cũng được.
Con dao tí nữa quá tác dụng phết đấy. Ôi, ôi, bắt đầu đông rồi, bắt đầu đông rồi. Whip, whip 4 đi. Ờ, phải nhanh chóng nâng cả cái whip mình lên nữa để mình còn có cơ hội hút máu chứ. À đây rồi, có cái khẩu lửa đây rồi. Full hết. Full hết, full hết. Ờ, sách nước 5 đi. Full hết, full hết. Full đi, full đi. Đúng rồi, full đi, full đi. Đúng rồi, full đi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, nhiều, nhiều, nhiều. Nhiều kim cương. À đây, cái này bổ trợ cho cái nước này. Ui, rồi level tăng này. Ngon ngay. Cái này là bổ trợ cho sách, nhưng mình lại không có sách. Thì thôi, không lấy. Lấy cái hút. Hút kinh nghiệm này đi. Hút kinh nghiệm này nó ngon này. Né né mấy cái con gà ra nhá. Đang đầy máu đừng ăn gà nhá, hơi phí đấy. Sách 6 này. Chim 4 này. Tiếc thế nhỉ, trận này không lấy được con chim trắng nữa. Lấy được con chim trắng nữa thì có phải tuyệt vời hơn không? Tuyệt vời hơn nữa luôn. Oh, con sói. New, 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 new. Cái gold này là sao ta? Whip 8 đã. Lấy whip 8, chim 5 này. Lấy whip 8 đã. Whip 8 để lên whip cuối đã. Có hút máu đã rồi tính. Cho nó dễ chơi. Chim 6. Ba tia. Ui ngon luôn. Bảo ba tia là ra ba tia luôn này. Đọc lệnh luôn à. Ngon tơi à. Được, 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 được. Ấy, whip cuối luôn. Whip cuối luôn, whip cuối luôn. À, 344 đồng. Ôi, 1444 kìa. Số đẹp phết. Ôi, bây giờ có hút máu nữa là khỏe hơn hẳn luôn. Bây giờ xem nào. Bây giờ lên cái phi tiêu cuối này mới lại lên thêm cái nước cuối nữa là đẹp. Chim 7 này. Con chim này không có con chim trắng thì coi như là không lên được chim cầu vồng rồi. Phải hai con chim kết hợp với nhau mà đều cấp 8 cơ thì mới có thể lên được con chim cầu vồng. Mà con chim cầu vồng nó khỏe lắm các bạn ạ. Đang to cực kỳ luôn, có liên quái cực kỳ sướng luôn ấy. Ô, quái đâu hết rồi, sao cảm giác cứ ít ít thế nhở? Kim cương với cái thứ đâu hết rồi. Cảm giác nó ít ít. Nước 7 này. Ok, nước 7. Ôi, đông này, đông này, đông này. Lúc này đông này, lúc này đông này. Lúc này mới thấy đông này. Đấy, đông này, chim 8 này, ngon. Ui, chim 8 kìa, nó bắn một phát kìa. Bây giờ lấy thêm cái găng tay bỏ trợ cho con dao kia nữa. Là đẹp. Ra được cái găng tay cho con dao kia rất là đẹp. Đấy, vừa nói xong ra luôn này. Ui, trận này đọc lệnh vãi trưởng ra. Chỉ có mỗi là cái con chim trắng mà nó không theo lệnh của mình thôi. Chứ mà trận này đọc lệnh vãi trưởng ra. Đọc cái gì ra cái đấy luôn. Mỗi con chim trắng là không có. Cần có chim trắng mà lại không có con chim trắng. Tiếc mẫu chim trắng thôi chứ trận này không tiếc được cái gì cả. Tiếc đúng có chim trắng thôi. Chim trắng nó không có, không ra. Bực vãi. Tiếc quá. Có chim trắng là tuyệt vời rồi, phải không? Ờ đây, có con này này. Tăng tầm hút đi. Tăng đam cũng được nhở. Tầm phải tăng đam cũng được. Tăng thêm đam cũng được. Ok. Lấy nốt cái lá kia, tăng đam. Bởi vì một con chim kia nó không có cái bổ trợ anh em. Con chim kia nó không có bổ trợ nên là mình dư ra một cái bổ trợ. Nên là mình có thể lấy một cái bổ trợ nó không liên quan cũng được. Thì lấy cái tăng đam cũng ok. Ờ...
phi tiêu đi, phi tiêu 5 đi. Nâng cấp vũ khí trước rồi nâng cấp cái item bổ trợ sau. Để lên vũ khí cuối luôn. Ô một hòm dưới này à. Từ từ xem vũ khí có cái nào nâng cấp được chưa. Chưa, có cái nước là chuẩn bị nâng cấp được thôi. Ok, nước thì tí nữa. Nước còn một cấp nữa. Lên thêm một cấp nữa rồi ăn hòm sau nhé. Ui, mấy con hoa thịt này bây giờ thì mình cân được. Nước 8 này ok, lấy hòm được rồi đấy. Lấy hòm được rồi đấy. Nước 8. Ba tia thì không ba tia. Ôi trận này tính ra được một lần 5 tia này, một lần 3 tia là hên phết rồi đấy. Trận này đúng là chỉ tiếc mỗi con chim trắng thôi. Hey. Chứ còn về các thứ là ngon hết rồi. Tiếc mỗi con chim trắng thôi mà không có con chim trắng. Đúng là chỉ cần con chim trắng nó ra thôi là tuyệt vời mọi thứ luôn. Con chim trắng mà ra thì trận đấu coi như kết thúc. Bởi vì khi mà mình mà lấy con chim trắng ấy, mà cố mà nâng được hai con chim này lên cấp 8, xong rồi lấy con chim cầu vồng thì mình dư ra được thêm được một slot vũ khí nữa. Thì lúc đấy thêm được một vũ khí nữa. Khỏe vãi trưởng à. Mà vốn dĩ con chim cầu vồng kia nó đã cực kỳ khỏe rồi, cực kỳ đang cực kỳ ok rồi. Mình nhớ là trước mình có làm một cái video về con Vampire Survival này, chơi con chim cầu vồng đấy. Anh em có thể lên search trên kênh của mình nhé. Mình nhớ là mình làm cách đây phải 5 này. Lâu rồi. Đợt mọi người còn chưa biết đến mình cơ. Phi tiêu 8 này. Phi tiêu 8 này kiếm hòm thôi. Kiếm hòm lên phi tiêu cuối thôi. Đây rồi. 3 tia. Ui có mỗi tia. Thôi lên phi tiêu cuối đã được. Nước cuối này, roi cuối này, whip của cái gì nhỉ? Magic wand cuối này và phi tiêu cuối thì là lên thành kiếm. Ok. Kiếm này cũng khỏe này. Cái hòm này chắc là mình sẽ để nâng cho cái dao đi. Mình sẽ nâng cho cái dao nó lên cấp cuối, cấp 8 đã. Rồi sẽ lấy cái đấy để lên cấp cuối sau. Cấp 3 này. Ui, đánh 100 đam rồi này. Cứ đi loanh quanh cái hòm thôi. Lúc nào mà cái dao nó đủ cấp thì quay lại mình ăn hòm. Thêm một chút đánh tay đi, đánh cho nó nhanh. Đấy anh em thấy con chim rồi. Riêng một mình con chim tím thôi mà nó clear quái một cách kinh khủng đến kia rồi. Thêm con chim trắng mà lên được cầu vồng nữa thì thôi tuyệt vời. Thêm hút đi. Hút cả con gà luôn ạ. Ô bắt đầu ra mấy con người xác ướp rồi này. Ra mấy con người xác ướp rồi này. Ra 4. Mới có ra 4 kìa. Lâu lên thế. Ít thế, ra đông lên, ra đông quá lên thế nào. Này đang hơi ít. Sợ mới sinh như... Ồ hút. Hút kinh nghiệm này, nhưng mà thôi hút kinh nghiệm để đấy nha. Hút kinh nghiệm để đấy. Lúc nào mà nhiều kinh nghiệm đáng được lấy cái hút đi sau. Bây giờ lấy đang hơi ít kinh nghiệm thì hơi phí đấy. Để cho nó đông đông quái lên đã. Mình clear nhiều quái mình lấy cái hút đấy thì nó tuyệt vời hơn. Cứ đi ở giữa hai cái hòm với lại cái này. Cái hòm với lại cái hút này để lúc nào cần thì mình sẽ lấy một trong hai luôn. Có cơ hội là mình lấy luôn. Ui, hai hòm nhá. Hai hòm để lấy xử một hòm ấy nhỉ. Mình cũng chỉ cần một hòm để nâng nốt cái dao thôi mà. Không cần nhiều, đúng không? Lấy nốt cái này. Tăng được cái gì thì tăng thôi. Cái hòm kia thì vẫn để đấy.
trái tim ạ, phải trưởng lên cho cái trái tim, ra nốt cái dao thì chứ không phải không. Đông quái chưa, đông quái chưa, sao vẫn thưa thế, thưa vãi trưởng nó vậy. Dao 5 này. Sao thưa thế nhỉ, thưa thế nhỉ, thưa quá, thưa quái quá, đông gấp mấy lần lên xem nào. Chưa thấy tí gì gọi là đông cả. Đông nữa lên xem nào. Gấp 3, gấp 4 lần lên xem nào. Ui, chưa đến 20 phút mà mình đã có 4 vũ khí cấp cuối rồi đấy. Trận này win rồi đấy. Trận này tỷ lệ win là khá cao đấy. Dao 6 này. Tính ra trận này lúc đầu nó ra đồ cái thứ thì nó cũng không đúng ý lắm. Nhưng mà từ cái lúc mà nó ra được cái hòm 5 tia là ngon vãi trưởng. Và lúc ấy trở đi là bắt đầu thơm thịt luôn. Nùi nướng nùi luôn ấy. Dao mấy rồi, dao 7 chưa nhỉ? Dao 6 hay dao 7 rồi anh nhỉ? Dao 7 này. Nên nốt cái dao 7 này. Còn dao 8 nữa. Ê, bắt đầu đông rồi, bắt đầu đông rồi. Nó phải đông như thế này mới vui này. Nó phải đông như thế này mới vui này. Ô, có cả boss này. Có cả boss này. Boss thì chơi cả boss luôn. À, dao 8 này, ok. Lên lấy cái hòm mà đẹp rồi đấy. Thậm chí là mình sẽ đánh con boss này xong mình lấy cái hòm này luôn cũng được. Đánh luôn cái boss này, lấy cái hòm này luôn đi cho nó nhanh. Đỡ phải mò lên kia. Chưa chết à? Con boss này trâu thế. Tăng thêm hút đi. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dao cuối. Dao cuối đơn giản nha. Hút thứ 20. Được luôn, được luôn. Dao cuối, dao cuối. 5 vũ khí cấp cuối đúng không? Ờ, có mỗi con chim thôi. Tiếc mỗi con chim thôi. Trận này tiếc đúng con chim ạ. Còn lại không tiếc cái gì khác. Tiếc đúng con chim. Đây đi. Cái hút cái hút kinh nghiệm đâu ấy nhở. À đây là cái hút kinh nghiệm này rồi. À, bắt đầu ăn cái hút kinh nghiệm này là hợp lý này. Ấy, nó hút hết rồi luôn. Lắc đi. Ăn nốt cái hòm kia thôi. Để làm cái gì đâu. Nốt thôi, nốt thôi, nốt thôi. Nốt thôi, nốt thôi. 5 tia. Ui, được có 3, là có 1 tia. Rõ ràng là lấy thêm lắc rồi mà vẫn không ra được nhiều tia nhỉ. Không biết là cái này nó phụ thuộc cái gì nữa hay là hên xui không biết. Trận này win rồi. Trận này mình khá chắc là win. Phút 21 mà đồ đạt cái thứ như này không win lại hơi phí. Thương đao. Bên này còn đống kinh nghiệm chứ hút này. Hút nốt đi. Đánh con rơi lấy cái kim cương đỏ cái. Con này chắc chỉ rơi được kim cương đỏ thôi. À rơi được cả hòm à. Rơi được cả hòm thì ăn hòm luôn. Ừ, không ra được 3 tia nữa nhỉ. Level 61. Tăng đam à, cũng được. Tăng thêm mấy phần trăm đam, 5% đam đúng không? Hay là 10 nhỉ? Ừ, 10.
xả này, xả này. Bây giờ rơi ít kinh nghiệm thế. Nhưng mà tơn cái map này, cái state này chỉ rơi được nhiều kinh nghiệm bằng nhất là cái lúc mà phút thứ 7 hay thứ 8 ấy nhỉ. Nó có cái đám người xương đấy, ra được lắm kinh nghiệm vãi. Ui dồi ôi, sấy này. Sấy áp luôn đấy chứ. Sấy kinh khủng lần tẩm luôn. Tăng đam này. Ui chuẩn bị mắc cấp hết mấy cái kia rồi đấy. Chuẩn bị mắc cấp hết mấy cái kia rồi đấy. Ra lúc đấy chỉ ngồi nhặt tiền thôi ấy. Trận này khi lắm tiền ra phết đấy, lắm vàng ra phết đấy. Ngon, được lắm vàng thì nâng cấp mấy cái power up cũng được, nâng cái năng lượng cũng được, power up, nâng cấp sức mạnh. Power hoàng tiếp này. Ui ba tia ngon. Tầm này mình còn dư ra được ba tia lại thêm mấy trăm đồng nữa. Tuyệt vời. Trận này chỉ có con chim là mình tiếc nuối thôi, chứ còn không tiếc một cái gì cả. Chỉ có tiếc con chim thôi, thề. Tiếc đúng con chim ạ. Đây bắt đầu bây giờ chỉ ngồi lấy tiền thôi này. Bây giờ bắt đầu đúng là chỉ ngồi để đợi lên level để lấy tiền thôi. 3.500 à. Hết trận này không biết là lên được 5.000 tiền không. Thắng thì nó bonus thêm 500 là coi như được 4.000 rồi. Phải nhặt thêm đâu đấy phải thêm 1.000 nữa. Không biết lên được 5.000 không đây. Đây tiền này. Được nghiêm nhỉ. Được nghiêm luôn. Được nghiêm nó bắn dao nó bắn một đường này. Cái đường đấy kiểu gì cũng lắm kim cương rơi cho xem. Lắm kinh nghiệm rơi cho xem. Đợi một lúc đi để cho kim cương nó rơi, kinh nghiệm nó rơi đó là mình nhặt một thẻ. Đến phút thứ 25 đi mình bắt đầu đi nhặt. Đứng nghiêm như này nó cũng đỡ vỡ hình hơn đúng không anh em. Game này mình nhớ đợt đầu mình làm cái game này hay bị vỡ hình lắm, bởi vì nó là đồ họa pixel nên là dễ bị vỡ hình lắm. Pixel mà nó này còn đông như này. Bắt đầu đi nhặt này. Đấy, hút hết vào. Đấy, bắt đầu nạp tiền này. Cả đống kinh nghiệm bên này chưa hút này. Ok. Bot à? Bot hoa tím à? Ba tia. Ui, được hai tia. Lại ra ba tia phát nữa thì thơm. Mà thôi, một tia cũng được. Một tia được 245 đồng đã ngon rồi. Tính ra trận này mắc cấp hết mấy cái item kia sớm nhỉ. Phút 24, 23 mà mình đã mắc cấp hết rồi là sớm vãi trưởng rồi đấy. Và lúc này chỉ ngồi nhặt tiền đấy. Này thì mình nghĩ là lên được 500 đồng thoải mái. À 5.000 chứ. 5.000 thoải mái. Đây rồi, tiếp tục lấy tiền. Còn mày chỉ có tiền để mà lấy thôi. Lấy tiền tí nữa ra còn mở khóa mấy con item mới. À nhầm, khóa mấy con nhân vật mới để làm tiếp video cho anh em về những con nhân vật của game Vampire Survival này. Nếu như anh em nào muốn xem game Vampire Survival hãy để lại cho mình một comment và một like nhé, để mình có động lực ra những video tiếp theo về game Vampire Survival cũng như là những game khác. Ok. Đương nhiên là money rồi. $3.900 trận này chắc chắn lên 5.000 tiền đảm bảo luôn. Tí nữa cái đợt nó ra cái đống
rơi mà rơi boss ấy, bọn đấy ra là rơi toàn kim cương đỏ luôn đấy. Mình đánh chết nó là toàn được kim cương đỏ luôn đấy, là lúc ấy lên level nó mới nhiều. Tha hồ mà ngồi mà chọn tiền luôn, tha hồ ngồi lấy tiền luôn. Trông nó quay dã man chưa, áp ôn khoái trưởng. Giờ mấy con ba kia bay vào đây, giỏi kia bay vào đây, đánh như tử luôn. Ui trời, đông, bắt đầu đông. Ô hòm này, ăn hòm luôn. Lấy tiền đã. Ba tia. Ui được có một tia. Thôi, một tia cũng được, cũng được khoảng 240 mấy đồng. Đúng không? Ô 218 à. Ít hơn vừa nãy nhỉ. Thôi, 4.200 cũng được. Thế trận này chắc chắn 5.000 đúng không? Như mình nói vừa nãy rồi, trận này chắc chắn 5.000 rồi. Ui đồng chưa này. Rồi tiền. Tầm mày lấy tiền thôi. Tiền là chân mãi rồi. Đấy, bắt đầu đông đấy, bắt đầu đông quái trưởng rồi đấy. Mỗi lần lấy cái lúc mà lên level được có 25 đồng hay sao ấy. Hơi ít. 25 đồng đúng không? Ừ, 25 coin. Ồ, có cái thổi lửa này. Thổi lửa này thì bá đạo này. Thổi hết, nó thổi hết. Thổi không sót một thằng nào luôn. Thổi hết. Ô có thêm một cái thổi lửa nữa kìa. Ui tuyệt vời luôn. Từ từ mình lên lấy thêm. Ô ăn cái này là cái gì đây. Ô cái gì đây, cái gì đây. Tiền tiền. Ui tiền tiền. Ui tiền tiền. Ui tiền 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 rơi tiền rơi tiền rơi tiền 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 tiền. Ui tiền rơi kìa. 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 Ui tiền rơi nhiều thế. Ui tiền rơi nhiều thật. 4.600. Đấy, đây này, cái đám kim cương đỏ này này. Anh em mình mới lên được lắm level này. Mình lấy được lắm tiền này, ấy. Đấy. Tha hồ nhà kim cương luôn. Để mà lên level để mình lấy tiền luôn. Đấy. 4.800 này này. Ui, chưa cần cái tiền bonus mình đã lên được 4.800 rồi. 4.000, chuẩn bị 4.900 đến nơi rồi này. Ấy 4.800 vẫn 4.800. Hai lần lấy tiền nữa thì mình mới lên được 4.900. Rồi 4.900 này. Ui vẫn lắm rơi rơi này thế. 4.961. 4.988. Ui lắm rơi thế. Ui lắm rơi thế. Ui dồi 5.000. Ui dồi ôi. Ui ôi, từ. Vượt qua khỏi đám này đã, mình mất nhiều máu quá. Thở đã, cho thở đã. Cho thở đã anh em. Cho thở, ôi đóng băng này. Tuyệt vời, có đóng băng rồi tuyệt vời, mình xuyên một lỗ rồi luôn. Đấy, xuyên một lỗ rồi luôn, đi lại luôn. Quay ngược lại để nhặt kim cương đỏ luôn. Ồ đồng thế. 5.200. 29 phút rồi. Còn mấy chục giây thôi, cố lên. Dưới này cả đống kim cương này trên nhặt này. Ui mất máu. Tăng tí máu lên đã. Chơi an toàn. Thắng này được bonus thêm 500. Ôi từ từ. Có cái hòm kia. Sống chết thì nhặt được cái hòm. Nhặt được cái hòm trước đã. 3 giây 2 giây kịp không. Ui không kịp rồi. Không kịp rồi, từ từ. Ăn được cái hòm đã. Ngon, ăn được cái hòm thêm được mấy trăm đồng. Ngon. Thêm được mấy trăm đồng nữa tuyệt vời. Thêm được 192 đồng nữa là ngon. Trước khi kết thúc trước khi gặp con này. Ui con này không giết được. Con này chị. Ok, 500 đồng là thành 5.900 à. Ôi trận này được 5.900 ạ. Cũng được đấy nhở. Trận này là 5.900 đúng không? Coi 5.900 đâu coi đâu ấy nhỉ. Coi. Ô không có đây à. À đây 6.000. Giết được 23.000 con quái ạ. Ác thế. Đỉnh phết. Ok. Nói chung là con nhân vật này thì là con nhân vật thứ 2.
Imenda. À, Imenda này chơi theo kiểu là cái Magic One Tool khởi đầu. Ôi, anh em nhìn trông cái vũ khí này mình chỉ trận này đúng không? Tất cả mọi thứ đều rất là hay. Mình chỉ tiếc mỗi là không có con chim trắng thôi để lên là con chim cầu vồng thôi, còn lại là tất cả đều tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh em đã dõi hết video của mình. Nếu thấy video về con game Vampire Survival này ok hay thì để lại cho mình like, subscribe để mình có động lực làm những video kế tiếp về con game này và những video kế tiếp cho anh em xem nhé. Bye bye guys, see you again later.